các anh về mua ở xưởng đấy thì là chất lượng thì về đây là đẹp rồi. Vâng, đấy. Rồi đấy. Vâng, đấy quý vị đó, bác thì là hợp lý. Vâng, đấy bác rất hài lòng bộ sản phẩm quý vị nhá. Sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các nhá. Hiện tại là chúng tôi đang có mặt tại nhà anh Tân ở tại xã Văn Lang đây quý vị, đây trên màn hình đây là anh Tân đây. Đấy. Anh ở xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ, và đây là ngôi nhà của anh. Ngôi nhà gỗ rất là đẹp. Và hôm nay thì chúng tôi có đến là lắp đặt và bàn giao cho gia đình một bộ sập và gụ và một bộ cuốn thư câu đối ở trong nhà đây. Thì tôi đây quý vị. Rồi. Chúng tôi vừa lắp đặt xong gia đình nhà anh Tân ở tại Văn Lang, Hạ Hòa, Phú Thọ, một bộ sập ngũ phúc Tùng Lộc 1m6 x 2m và một bộ cuốn thư câu đối bằng chất liệu gỗ mít. Đây là không gian thờ của gia đình anh và ngôi nhà gỗ rất là đẹp. Rồi, mọi người có thể xem và tham khảo không gian nhà gỗ như này. Thì tôi quay chi tiết hơn, đây là chiếc sập ngũ phúc 1m8 x 2m và đục theo mẫu là Tùng Lộc. Sản phẩm được đục chạm mà cực kỳ là tỉ mỉ, tinh vi. Hôm trước anh đã xuống xem và ký duyệt phần mộc của bộ sản phẩm rồi. Hôm nay chúng tôi bàn giao cho gia đình anh. Chiếc cái mặt sập này thì là có kích thước là dày 10 cm quý vị nhá. Khuôn tranh dày 10, ván dày 2. Mặt 2 lá. Mặt sập rất là đẹp. Anh đã lựa được chiếc mặt sập của đẹp nhất xưởng rồi. Còn là phần chân này là chân 24. Toàn bộ sản phẩm mà chúng tôi hoàn thiện là BU bóng mờ quý vị nhé. Tôi lướt qua quý vị xem được hình ảnh chi tiết của sản phẩm này. Đó, đường nét đục chạm thì cực kỳ là tinh tế luôn. Đó. Còn đây phía bên trên này là bộ cuốn thư câu đối bằng chất liệu gỗ mít. Cuốn thư câu đối dòng hóa. Đây là đôi một bên là chữ tổ tông công đức Thiên Nhân Thịnh, một bên là tử hiếu tôn hiền Vạn Đại Vinh. Giữa cuốn thư là đục chữ Đức Lưu Quang. Đức Lưu Quang nghĩa là đức độ tỏa sáng muôn đời đấy bác. Đấy, quý vị, không gian rất là đẹp. Thì mọi người có nhu cầu có liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé, theo số điện thoại là 0987 510 806. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây là bác, là bố chủ nhà đúng không ạ? Bác bác tên là gì bác nhỉ? Bác là bối, bác bối. Bác bối à? Thế hôm nay cháu lắp đặt xong cho bác bộ sạp với bộ cuốn thư, để bác cho cháu xin cái cảm nhận thêm cái chất lượng sản phẩm như nào bác? Chúng là các anh về mua ở xưởng đấy thì là chất lượng thì về đây là đẹp rồi. Vâng, đấy. Rồi đấy. Vâng, đấy quý vị đó, bác. Thì là hợp lý. Vâng, đấy bác rất hài lòng bộ sản phẩm quý vị nhá. Vâng. Đây là bác của bố của anh chủ nhà. Đấy quý vị. Đây toàn cảnh ngôi nhà của anh đây quý vị. Rất là đẹp. Xin chào mọi người nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác. Mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Và rất xin cảm ơn gia đình bác và chúc bác là một năm mới thật nhiều sức khỏe nhé. Và chúc lại các cháu sang năm mới đại gia đình các cháu luôn luôn mạnh khỏe thành đạt nhé. Vâng, cảm ơn bác ạ.